Mình sẽ chia sẻ món cà muối chua giòn nhé. Cách làm thì vô cùng đơn giản. Các bạn chuẩn bị cho mình này. Ở đây là khoảng 500 g cà này. Các bạn đã mình đã rửa sạch rồi. Cà trước khi rửa sạch này thì mình cũng đã để cà héo chỗ mát, héo khoảng một ngày hoặc là mang ra ngoài phơi ngoài trời nắng khoảng 2 tiếng để cho cà héo một chút thì khi ăn nó sẽ giòn hơn ấy. Và bây giờ các bạn sẽ sơ chế cà. Bên cạnh đây mình chuẩn bị một bát nước này, một thìa ăn phở muối này, à cà phê muối này, và một lít nước này. Các bạn hòa để thành cái nước muối loãng nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cà, rồi mình ngâm với muối để cho nó sạch cà và ra hết cái độc tố đi nhé. Các bạn cắt như này thôi, không cắt sâu xuống dưới nhé. Hoặc bạn ngâm cà cho mình trong với nước muối loãng này khoảng 1 tiếng, à khoảng nửa tiếng mình nói nhầm. Trong khi chờ đợi ngâm cà này thì chúng ta có thể đi chuẩn bị cái nước muối, đường và giấm để chúng ta muối cà. Cà muối chưa giòn nên mình sẽ cho thêm một chút giấm nữa. Mình cứ cắt như vậy đến hết nhé. Quả nào to quá thì các bạn có thể khía làm đôi như này để khi mà mình muối thì nó sẽ nhanh được hơn ấy. Khía nhưng mà các bạn đừng khía sâu nhé, phải khía lông như này thôi. Đây là muối chua chứ không phải muối sổi cho nên chúng ta không cần phải cắt nát mỏng. Ở vườn cho nên nó không được đẹp cho lắm vì mình trồng không có thuốc. Khi mà xong như này rồi nhá thì các bạn ngâm cho mình trong vòng nửa tiếng, sau đó rửa sạch lại và để thật ráo nước. Và trong khi chờ đợi cà được, thì mình sẽ đi làm cái nước để muối nhé, cà nhé. Muốn cà nó nhanh chua thì chúng ta dùng cả thêm giấm và đường nhé. Đây các bạn cho mình này, một muỗng đầy muối như vậy, 1,5, với cả nửa muỗng nữa là 1,5 muỗng muối này. Với một muỗng đường này, và một muỗng giấm. Với một lít nước như này. Và giờ chúng ta sẽ mang đi đun sủi và để nguội khoảng 30 độ. Đun cho nó sủi lên nhé. Và khi sủi xong thì các bạn để nguội khoảng 30 độ. Mình dùng cái nước này để mình muối cà và chuẩn bị cho mình thêm một ít tỏi, một ít giềng, một ít gừng, và các bạn nào ăn được cay thêm một chút ớt nhé để mình muối cùng cho nó thơm ấy. Đun nó cho nó thật sôi lên nhé. Khi nó sôi sùng sục lên như này nhé thì các bạn tắt bếp và để cho nó nguội đến nhiệt độ khoảng 30 độ là được nhé. Và mình sẽ đi chuẩn bị một ít gừng, ít tỏi và có giềng, thêm ít giềng và ít ớt nữa. Và đi sơ rửa lại cái phần cà, đợi cho nó nguội đấy nhé. Các bạn cho thêm ít tỏi này, ít gừng vào này, có giềng và ớt thì các bạn cho thêm. Cho những cái nguyên liệu này vào nhưng không đập dập, chỉ cần thái mỏng thôi để cho nó thơm ý. Không cho cũng được nhưng mà theo mình là cứ cho vào cho nó thơm ý. Thì cà của chúng ta khi muối thì nó sẽ rất là thơm và ngon nhé. Và bây giờ mình sẽ đi rửa sạch cà và để cho thật ráo nước nhé. Cà đã ngâm được khoảng 30 phút. Ngâm như này có tác dụng làm cho cà nó hết nhựa và cà nó hết độc tố.
Khi mà cà đã rửa sạch và để ráo nước rồi nhé, mún cà nó không bị váng, bị ủng khi mà chúng ta muối, thì các bạn cho mình một cái âu thật sạch. Nếu các bạn để khô càng tốt, không thì tí nữa mình sẽ lấy cái nước muối cà kia cả, mình sẽ đổ vào đây một lớp, sau đó mình tráng cái cà này và tráng cái âu này luôn. Sau đó mình sẽ bỏ cái nước này đi và mình muối bằng cái vẫn là cái nước đấy, phần nước còn lại, và cho những cái gừng với cả tỏi này vào muối cùng. Và muối chua thì khoảng 3 ngày là ăn được với thời tiết mùa hè như này. Cái nước muối này sau khi nó nguội còn 30 độ rồi thì các bạn một lửa nhé, thì các bạn cho vào đây, các bạn tráng cái cà này với một nửa nước như này, và bây giờ đổ đi để cho mình cà đảm bảo là toàn nước đun sôi để nguội như này thì cà nó sẽ không bị lên váng. Bây giờ mình đổ cái nước này đi và mình sẽ cho cái nước, cái phần nước còn lại vào để mình muối. Và giờ thì vì ít cà như thế này, khi sơ chế xong thì nó chỉ còn khoảng 350 gram cà như này thôi, thì mình cho một ít tỏi và ít đường vào như này, có đường thì có ít giềng, ít ớt nếu các bạn muốn ăn cay hơn. Và các bạn đổ từ từ nước vào như này, dùng một cái âu nhựa hoặc âu thủy tinh nhé, hoặc cái nọ thủy tinh nhé, đổ ngập nhé. Nhưng mà để cho cà nó không bị nổi lên thì các bạn lấy cho mình một cái túi bóng nước sạch, các bạn đặt lên, hoặc là một cái đĩa các bạn đặt lên. Hoặc các bạn dùng cho mình một cái đĩa nhỏ như này, các bạn đặt lên như này để giữ cà ngập nước. Và chúng ta đậy lại kín như này và để trong khoảng 3 ngày là ăn được, đảm bảo cà không bị váng nhé. 3 ngày sau mình sẽ quay lại, mình sẽ cho các bạn xem cái thành phẩm cà không hề bị váng một chút nào, và ăn cực kỳ giòn và ngon. Cà muối chua được 3 ngày nhé, mình mở ra nhé, để các bạn thấy không, không hề có cái váng nào ở trên như này, cà rất là trắng và ngon ấy. Mình rất là hấp dẫn. Chỗ này nó hơi đen một chút là mình hở ra ấy, hở một chút. Cái đĩa này nó không đủ vừa. Bây giờ bỏ ra để đi thưởng thức nhé. Cà rất là ngon thật. Các bạn cho một ít nước sôi vào cà nhé, để khi mà mình ăn ấy, hoặc là lấy luôn cái nước này, để khi mà mình ăn ấy, cà nó không bị thâm nhé. Mình đã chia sẻ xong cách muối cà giòn và ngon ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.